Hello, xin chào các bạn. Hôm nay sẽ cùng mình make up một tông đi làm nhẹ nhàng nha. Dù là làm văn phòng hay là ngoài trời thì cũng phải luôn luôn dùng kem chống nắng nha các bạn. Vì là da của Trang hỗn hợp với lại làm trong văn phòng điều hòa ấy, nên sẽ phải dùng kem chống nắng có dưỡng ẩm một chút nha. Đáng lẽ phải vỗ vỗ thay vì miết mới đúng, nhưng mà vì Trang lười quá nên thôi. Sau đó Trang sẽ bôi thêm kem lót kìm dầu vào vùng chữ T một chút, vì thỉnh thoảng Trang thường hay bị đổ dầu ở đây ấy. Các sản phẩm Trang dùng thì sẽ để ở dưới phần mô tả đấy các bạn. Nay thì Trang sẽ dùng một loại kem nền dạng bánh dành cho da thiên khô, vì ở trong phòng điều hòa nên là da dễ bị khô lắm. Trang sẽ dặm và lấy nền vừa đủ thôi, vì làm trong văn phòng không nhất thiết phải đánh một lớp nền dày bịch đúng nào. Sau đó là đến bước che khuyết điểm, không thể thiếu với quần thâm mắt của Trang luôn. Khía mắt sâu của Trang là do gen di truyền á, nên là không thể che được các bạn ạ. Che khuyết điểm chỉ giúp làm triệt đi sắc tố thôi nè. Các bạn sẽ tán che khuyết điểm theo hướng lên trên nhé, thì nhìn tổng thể khuôn mặt của chúng ta sẽ trẻ trung hơn. Rồi phủ một lớp phấn bột thật là mỏng nhẹ lên toàn bộ khuôn mặt là xong bước nền rồi này. Khối với Trang cũng quan trọng không kém luôn, vì mặt to ấy nên phải cứ chém khối nhiệt tình vào. Nhưng mà tùy theo sắc tố da mà các bạn lựa chọn màu khối đậm hay là nhạt phù hợp với da của mình nha. Đối với khối mũi thì các bạn sẽ phải đánh nhẹ tay thêm một chút, bởi vì mũi là vùng trung tâm mặt đấy, nên là các bạn phải để cho hết sức tự nhiên vào. Lông mày thì Trang cũng đi theo khuôn thôi, và thì gẩy thêm sợi vào những chỗ còn thiếu. Sau đó sẽ dùng chổi tán ra cho đều màu hơn này. Đối với bước kẻ lông mày này thì Trang nghĩ là các bạn phải nên xem nhiều và luyện tập, thì kiểu gì cũng kẻ được thôi à. Rồi đến màu mắt rồi đây. Vì là đi làm nên là Trang sẽ chọn một màu mắt tông tự nhiên dễ áp dụng thôi nhá. Các bạn có thể đánh một màu hết bầu mắt như này, và nhớ đừng dâng cao màu quá nha, vì trông sẽ bị lố ấy. Bên trên màu gì thì bên dưới màu đó nhé. Trang sẽ cho thêm một chút màu nhấn chỉ đậm hơn một tông thôi, cho màu mắt có chiều sâu một chút ấy mà. Với lại phần mắt dưới thì Trang sẽ nhấn và tan dài theo chiều đôi mắt một chút để hách độ to ấy. Khúc này là Trang đánh vui tay thôi chứ ban đầu cũng không có ý định đánh. Kẻ một đường liner bằng gel, hoặc là các bạn có thể dùng màu mắt nâu cũng được nè, nhìn cho tự nhiên á. Nói không phải đùa chứ đối với bước này rất là tâm linh nha các bạn. Nên các bạn cứ cầu nguyện nếu có thể và nín thở chục lần trước khi kẻ nha. Rồi thêm một chút nhũ bling bling cho xinh xẻo. Đừng quên là kẹp mi thật cong và đúng cách nha. Mascara thì Trang chỉ chút cho tơi và dài hơn thôi, chứ cũng không ham dày lắm. Cái má hồng thì Trang cũng lấy màu nhẹ thôi và đánh xéo lên một chút. Cuối cùng là đánh son thôi, để hợp với tông màu mắt là xong rồi này. Trang thì thích mix màu son, nên là lớp đầu tiên thì Trang sẽ dùng màu son hồng, rồi cho thêm một chút đỏ cam vào lòng môi, bập bập ra cho màu môi tan tự nhiên. Chỉnh tóc tai một chút là có thể đi làm được rồi. Chỉ mất có 5 đến 10 phút là có ngay một ngoại hình chỉnh chu xinh đẹp đi làm rồi. Cảm ơn các bạn đã xem hết đến cuối video của Trang nha. Bye bye.